Wow, mẫu này đỉnh quá, mình sẽ cho mẹ xem. Thế này, và đây. Mẹ, mẹ, lại gì đây? Cái gì ồn ào cái gì thế? Nhìn nè, hay dã man. Ủa, mẹ thấy chóng mặt quá. Ôi trời. Ôi không, mẹ có sao không? Gì? Con thôi làm cho con bò đi. Mẹ mệt lắm rồi. Mày con. Con ghé em đồ đi nhỏ này. Chúng ta sẽ tới nhà dì của con. Nhưng mẹ. Cái màu vàng hay màu hường vậy? Tom con yêu, bác con với chị họ sắp tới đây rồi đấy. Vâng vâng, con biết rồi. Mẹ ra ngoài đi, con đang bận. Chắc là... ừ, cả đây. Mình đi còn chậm hơn cả ốc sen nữa. Sao còn chậm thế hả, Casey? Lại đây, chỉnh trang lại một chút. Casey, mẹ dùng váy này lau sàn mà. Sao con lại mặc chứ? Ôi rồi ạ. Họ sẽ nghĩ mẹ không chăm sóc con tốt. Tom, lại đây con yêu. Bác và chị đến rồi. Tóc con bị sao thế? Ôi trời. Thôi. Casey kìa, quả là một tác phẩm tuyệt đẹp. Nhưng đừng đụng vào. Em gái. Ôi, em chào chị. Lại đây, chị nhớ em rồi. Trời ơi. Em xin lỗi, mỹ phẩm rơi hết giá của chị. Đừng rồi. Đừng có lo. Tom, mình còn lớn tướng rồi này. Cái bình đẹp quá đi. Wow. Không, 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 đã làm đấy. Chị cẩn thận đi. Chị bắt đi. Thôi, bình này đã làm đấy. Thật á? Xin đừng. Vậy chắc chị nên đặt xuống bàn phải không nào? Nhớ. Ôi trời đất. Chị nhìn xem kìa, vỡ tan tành rồi. Bình yêu thích của tôi. 15 triệu đô la của tôi đấy. 15 triệu đô. Chị để bánh quy trong ô tô, chị ra lấy. Mẹ, làm gì có ô tô? Shh, họ không biết. Mẹ, đừng để con một mình. Với em con chứ ai. Đừng có hâm nữa, ở đây với họ. Cái bình. Thôi mà, dù sao con cũng chả thích nó. Gì? Con xin lỗi ạ, để con dọn cho ạ. Không, đừng Casey, để đấy. Các con hai đứa đi uống trà đi nhỉ. Đi đi. Cái bình. Sao vậy? Uống hết trà mất rồi. Các chị không chịu đi về hả? Chị không biết. Mày chị hỏng mất rồi. Mẹ chị thì chưa đến đón. Em xin lỗi ạ. Nhưng 5 tiếng rồi. Nhưng mẹ chị chưa quay lại. Chị có muốn làm gì không? Chắc có. Rửa đi. Được rồi, chị sẽ rửa. Đằng kia còn đồ bẩn đấy. Đằng kia nữa. Được. Rửa đi. Chà, các con, thế nào rồi? Kỳ gì con đang làm gì vậy? Con muốn giúp thôi ạ. Không, không, không. Mẹ, quản gia đang nghỉ, cứ để chị ấy làm. Casey, vậy con bị bẩn rồi này. Dì đừng lo, không sao đâu. Để dì lau cho. Làm gì trước đấy xài kia. Tom, lịch sự đi chứ. Casey, cũng muộn rồi con à, con gọi mẹ đón đi. Điện thoại con hỏng rồi. Hỏng á? Xin lỗi. Thôi không sao, để dì mua cái mới cho. Ok, để dì gọi mẹ. Và nhấn. Số này không tồn tại á? Thì nghĩa là sao? Bạn ấy cũng muốn nói chị thôi. Tom, Casey cũng muộn rồi con. Sao con không ở lại đây? Nhưng con muốn về nhà. Không sao đâu, cứ đi với gì. Tom, con nói quản gia đang nghỉ phép. Thế thì con dọn dẹp cho sạch đi. Hả?
Chào Casey, đây là phòng Tom. Cứ tự nhiên con nhỉ. Ngồi xuống đây, của con hết. Đúng rồi, đây, cầm lấy. Và đây, và đây nữa. Đây, cầm hết đi. Con sẽ thích cho coi. Đây, đồ chơi thằng nhỏ thích nè. Không, con xin, nhưng con không cần đâu. Casey, đừng có ngại. Đây, cái này nữa. Đeo thử nào, hay không? Mày làm gì đây? Wow, nó đang quay. Dễ thương quá đi. Được rồi các con, chơi với nhau nhé. Em mất đồ chơi vì chị đấy. Trả lại cho em đi. Tom, lịch sự đi. Không, của con. Đưa đây cho mẹ. Đây để con. Nhưng con trả lại đây, kẻ sĩ. Nhưng mẹ em bảo. Con thả ra không hả? Thôi, hỏng bây giờ. Đồ của em, kẻ sĩ. Ôi không. Hỏng của em rồi, Casey. Không phải chị mà. Con, chuyện gì vậy? Tom, tại con đấy. Không, không phải tại con. Đồ chơi của em. Trả lại đây của em. Tom, khiếm nhã quá. Không, vì của con mà. Mẹ sẽ không mua cái gì cho con nữa. Cho chừa cái tội ngang bướng đi. Đi thôi. Thế con thì à. Sao? Không ai được đụng vào đồ chơi. Casey dở hơi. Bà Casey này chẳng có gì tốt đẹp. Chờ mà xem. Tất nhiên rồi, mẹ muốn xin lỗi mình nên đã mua nhiều quà để tặng mình. Tất cả cho Casey. Không. Từ khi nào chị ấy trở thành người trong nhà vậy? Đống này là của mình rồi. Lại Casey nữa hả? Và đây nữa, rồi đấy. Không, của mình đâu. Con à, Casey, dì rất xin lỗi vì thằng Tom ngang bướng nhà dì. Nè con yêu à, dì có quà tặng con. Xem nè. Cho con. Casey, của con đâu? Dì rất mong là con thích. Đúng này là sao? Con làm con gì muốn đây? Quà của con. Chắc phải có. Không. Tìm thấy rồi. Quà cho con. Yay! Không ai bảo cho con. Là cho Casey đấy. Đây. Dạ thôi gì. Con không cần đâu ạ. Không có gì cho con hả? Nhưng có tên con trên đây mà. Nữa sao? Không công bằng. Con bị cấm túc nhóc à. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Casey con à, con có thích phòng mới không vậy? Phòng đẹp lắm ạ. Cảm ơn dì. Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Dì đã chi khoảng vài triệu sửa sang đấy. Con thích là mừng rồi. Ok dì. Casey, có thể là con ổn không? Vâng, con vẫn bình thường ạ. Không, dì thấy không ổn. Dì cảm nhận được. Con à, sao con lại khóc thế? Con chỉ nhớ mẹ thôi ạ. Con xin lỗi. Không, dì rất hiểu mà con. Dì cũng đoán được. Mẹ, hình như con ốm. Hay là mình gọi bác sĩ đến ạ? Tom, may quá có con. Lấy hộ mẹ cái nhiệt kế, nhanh. Hả? Vâng. Ôi, khổ thân cháu tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dì hứa với con. Đây. Làm gì mà lâu thế? Đây, con nè. Mẹ, con cũng nóng. Thơm, thôi đi, con khỏe. Không. Được rồi, đúng, con ổn. Để xem không, Casey. Con mệt. Ba
37 độ 5 mà. Mẹ, nhưng còn con thì sao? Dùng mẹ để cho chị Casey. Nào đi đi, lấy thuốc đi. Vâng ạ. Ui, khổ thân cháu gái của tôi. Chờ xíu nhá. Đây. Mẹ mệt quá Tom. Nó đâu rồi? Còn mới cần uống thuốc này mẹ. Ôi không, chẳng có gì cả. Đúng rồi, dì sẽ nấu món súp ngon nhất cho con. Ăn xong là khỏe con liền. Con không muốn ăn súp. Mẹ. Đi thôi, đi thôi. Con tưởng mẹ chỉ nấu cho mình còn thôi. Tôi ghét bà kể gì. Ăn đi nào. Ok. Con cảm ơn gì? Ồ, thôi được rồi. Mẹ. Cứ gọi gì là mẹ. Oh wow, mẹ, vòng cổ đẹp quá. Con có thích không? Dạ có ạ. Đẹp phải không nào? Yêu thích của mẹ đấy. Ai chà. Em biết là chị đang giấu gì đó. Kỳ xì ngớ ngẩn. Hay là đây? Cái ba lô. Hẳn là đây. Cái váy này như rẻ lau nhà. Em biết là ở trong này, Casey. Thế còn kệ, có lẽ ở đây. Con cảm ơn. Máy bay, anh nhầm, súp ngon hết sảy ạ. Ôi, chà, thật không thể tin nổi. Wow, đẹp ngất ngây con gà Tây. Mình thật may mắn. Wow. Áo đẹp của mẹ. Bà ăn trộm của mẹ. Casey, bắt được rồi, trộm cướp. Hả? Em nói gì vậy Tom? Có chuyện gì? À chị. Đồ trộm cắp. Phòng của chị. Em biết chị ăn cắp của mẹ em. Em sẽ nói với mẹ. Tom, không. Chắc em hiểu lầm rồi. Chị không ăn trộm. Tom ơi. Rồi chị sẽ phải trả giá. Tom, khoan. Hoa hồng nhỏ dễ thương của mình. Mẹ, mẹ biết cái gì làm gì không? Không, Tom, không. Hiểu lầm chị thôi. Chị bỏ cái này ra. Gì nữa Tom? Đây, bà ăn trộm vòng yêu thích của mẹ. Bà định bán lấy tiền và không bao giờ về lại con vay nghèo nàn của bà. Không, không. Bà ăn trộm và còn đã bắt được. Casey. Vâng, đúng vậy đấy. Bà ăn trộm. Mẹ, con đã cố nói với em nhưng em không chịu nghe. Casey, thử lỗi cho Tom. Lắm lúc nó dở hơi ấy. Hả? Tự nhiên mẹ lại mắng con hả? Đó là quà mẹ tặng chị mà. Ừ Tom, mẹ tặng chiếc vòng đó cho Casey. Nè. Của mẹ vẫn đây. Hả? Chà bà này. Nhưng nó bị đứt rồi. Kệ bà chứ. Tom, thôi ngay, mau xin lỗi chị đi, nghe không? Hả? Không, còn lâu mới xin lỗi. Tránh đường cho tôi đi, Casey. Mẹ. Casey, khổ thân con. Mình lại làm rối tung hết cả lên. Sao thằng nhỏ không chịu để mình yên? Mình đã làm gì sai? Mình chỉ muốn họ yêu mình thôi. Mình chỉ muốn về nhà. Ngay thôi, về nhà. Casey, con yêu, chuyện gì thế? Sao con lại khóc vậy? Không ạ, con mình ngủ. Nào, nói mẹ con nghe ổn. Đi. Không, con yêu, con phải ổn. Về nhà. Nhìn con xem, chỉ muốn con cần về chỉnh nhà trang thôi. Lại. Pierre, lại đây, chị cần em. Hay, chỉnh trang đúng không? Chị sẽ gọi ai nào? Gọi em. Sẵn sàng chưa cưng? Mẹ, con sợ. Con yêu, đừng sợ. Pierre làm việc giỏi lắm. Vâng, thưa mẹ. Sẵn sàng cho màn lột xác chưa cưng? Đã bắt đầu nào. Và xong rồi.
Mẹ ơi. Casey, nhìn con kìa. Thật xinh đẹp, con gái nhỏ dễ thương. Chưa xong cưng ơi, tóc này phải làm lại. Ouch, ouch, ouch. Nhẹ thôi. À, xong rồi đấy. Đứng dậy nào. Xong rồi ạ? Trông em có giống công chúa không? Chế khéo tay quá. Oh wow, giày cao gót, đẹp lắm ạ. Nhìn em luôn. Thế nào? Bắt đầu bật mới nào. Gì ạ? Đây, cầm lấy. Giày mới. À, đặt lên đầu. Gì thế ạ? Này. Oh, vâng ạ. Được rồi, bước đi. Vâng ạ, bước. Oh, cục cưng ơi, bước đi đầu tiên. Để mẹ chụp ảnh kỷ niệm. Đúng. Giữ thăng bằng. Ôi không, Casey, cẩn thận. Con yêu, con có sao không? Dạ không. Ôi trời, con còn sống, con làm tốt làm bé ạ. Tiếp đi. Được rồi, đi. Giữ thăng bằng, tay xuống, trái, phải. Bước đúng chậm rồi. Rãi. Phải, trái, thăng bằng. Dừng, tốt lắm. Làm được rồi. Cứ người, việc của chế xong rồi đó. Bye bye. Yay, bye cái hộp. Mình đúng là công chúa rồi. Mẹ ơi, xem con bước đi. Ôi trời, đỉnh quá. Mẹ thấy thế nào? Con yêu, con của mẹ đẹp quá. Mẹ rất tự hào đấy. Con biết không, mẹ có một món quà rất đặc biệt tại con. Oh wow, mở ra xem. Màu đẹp là quá. Váy mới đấy. Ôi trời, rất đẹp phải lắm luôn. Ừ, lụa mà. Có người đang khóc kìa. Đến nói lời tạm biệt với cô chị thân mến nào. Ê, Casey, đi đã gói đồ. Mẹ, váy xinh xỉu luôn. Hả? Con cảm ơn mẹ. Ôi, Casey, con yêu mẹ nhiều quá. Tom, thích váy mới của chị không? Váy là quà cho crush của con mà. Tom, đừng có khiếm nhã, mình sẽ mua một cái khác. Được thôi, nhưng mẹ có nhớ cái đồng hồ đắt tiền của con không? Con thấy trong phòng của Casey. Tom, đủ rồi. Mẹ nghĩ giày này hay cực, hai đứa sẽ đi học cùng nhau. Chuẩn. Cùng nhau á? Không, kiếm trường khác mà học. Rồi, thế năm nay không có ngựa con nữa. Gì? Không ngựa con? Rồi, đi thôi, Casey, mở lòng rồi. Thôi đi đi các con. Mình có những đứa con xinh đẹp nhé. Trường em rộng dã man luôn. Chỉ là trường thôi. Ô kìa, em nổi tiếng. Em là chủ tịch trường sao? Chưa phải, nhưng sẽ sớm phải thôi. Ước gì chị cũng có tờ rơi. Với diện mạo này, có thể khó đến mức nào nhỉ? Ai vậy ta? Nhìn xinh quá ha. Wow, yeah, chuẩn rồi. Chào bạn mới. Hey, cậu quen à? Mùi đứa đó, tôi không quen bà. Chắc nào, bro, thật tôi gắm váy. Này, cẩn thận, đừng vui chi đấy, quá đi. Là lũ hả? Này, xin lỗi nhé, nhưng tớ mới là chủ tịch trường. Gì cơ? Chưa đâu. Không, không, okay, không. Đau sẵn chị quá. Cái gì? Để tớ chỉ cho cậu một chỗ mới cần đến nhá. Được rồi, được rồi. Tớ cất đồ vào tủ cái đã nhé. Ok, từ tớ ra đằng kia đợi. Đi thôi. Chưa gì đã có bạn mới, Casey. Chị đang vui lắm này. Họ sẽ là bạn mới của chị. Vui là Steve tốt rồi. Dễ thương. Tưởng tượng tụi chị chụp ảnh kỷ yếu mà xem. Cảm thấy hoàn hảo. Nhìn chị thế nào? Thật thế á? Đến chỗ họ thôi. Đừng để họ đợi. Đi đây, gặp chị trong lớp. Được rồi, đợi tớ với, mọi người. Váy tôi. Phải làm sao bây giờ? Ôi không 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 không. Làm gì được đây? Tom, em giúp chị được không? Giúp chị? Tất nhiên em giúp chị, Casey. Chụp ảnh. Mọi người, lại xem đây. Cô bạn mới xinh xắn trên TikTok. Em đang làm gì vậy, Tom? Ôi không. Mọi người, họ đang đến kìa. Không không không. Làm sao bây giờ? Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Họ không được thấy mình. Ghê quá đi. Ew, yeah, ghê thật đó. Rồi. Quan của chó. Yeah, nhờ xem nhiều video của 5 phút thủ công đấy. Wow, làm nữa đi. Yeah, muốn sản nữa. Chị cho bạn cách tái chế và làm người mẫu. Đây là phiên bản đi du lịch. Có nhiều túi để bạn thoải mái mang mọi thứ. Cậu cần gì đâu. Chờ một chút. Đây là phong cách thanh lịch. Các phụ kiện và cái đuôi làm cho trang phục này phù hợp với mọi sự kiện. Ôi trời đất, tôi cũng muốn. Trang phục bãi biển đây.
rất tươi sáng. Ôi trời, tớ thích bộ này nhất nè. Wow. Tớ sẽ đăng ảnh này lên Insta. Là bộ trang phục tớ yêu thích nhất. Wow, tuyệt vời ông mặt trời, ca sĩ. Gái ơi, đó hết nước chấm nha. Tớ thấy hào hứng quá. Oh, yeah. Toàn bộ thiết kế. Thật sao, túi đó. Bạn ấy ngờ thật mà bro. Thôi đi, chỉ là túi với bằng gì. Rồi xem tôi ngờ như thế nào. Tớ nói thật đấy Steve, chị ấy lục lọi khắp nhà tớ, từ tiện lấy đồ này, đồ chơi điện thoại và cả máy chơi game nữa. Chà, tìm chỗ ngồi rồi chị thôi. Ta sẽ lấy giường của tớ và tớ ngủ ngoài đường. Wow, người đâu mà xinh quá. Mình phải ngồi đâu đây ta? Ghế của bạn này đâu? Này, nói cậu nghe nhá Steve, bà sẽ không được như ý. Đừng hòng giành mẹ tớ, bạn tớ hay đồ đạc, cả ngựa còn mới của tớ nữa. Bà đó nên sống đúng nơi của mình. Ở trong thủ giác, mình sẽ đưa ghế này cho em ngồi. Tớ có một kế hoạch của em nè, ca sĩ. Nó không hề đơn giản. Chào tiện, anh là Steve. Ca sĩ nha. Tớ không sao, đừng có lo. Steve, cậu đang làm gì thế? Bà là kẻ thù của tớ. Thôi, cậu có sao không? Để tớ giúp cậu, bro. Này, sao cậu làm quen với bà? Tớ lấy ghế cho em, rồi em chào tớ. Thì sao? Kẻ thù của tớ cũng là kẻ thù của cậu. Ừ, thì đúng, nhưng tớ thích em. Chuyện đó chả đến đâu đâu. Bro à, tớ muốn mời anh đi xem hòa nhạc chung. Gì? Hòa nhạc hả? Lẽ ra tụi mình đi với nhau cơ mà. Yeah, yeah. Ra sao tớ muốn đi với em. Hả? Này, tụi mình không còn là bạn nữa. Thôi mà bro, đừng. Chả hiểu có gì làm sao nữa. Xem hòa nhạc với anh nhé. Vâng, được ạ. Và một phiếu nữa cho mình. Ủa, đùa tôi hay gì? Xong rồi Pierre sửa tóc tớ và giúp tớ trang điểm xinh xắn. Dễ thương thật đó. Cậu đang nhìn cái gì chứ? Kể gì đi với Roxy sao? Cậu ấy phải trở thành chủ tịch mới ở trường. Dán lên nè. Có thế chứ. Xong rồi cậu ấy kiểu tuyệt quá đi mời. Tớ biết mà. Bầu cho cậu ấy. Hãy bầu chọn. Dán vào đây. Dán kín luôn. Hai lần đi. Và đây. Bầu cho Casey. Và đây. Bầu cho anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chào Tom. Em thế nào rồi? Tớ gọi cậu sau nhé Cass. Bye Casey. Tom, em vẫn ổn đấy chứ? Thì ổn. Còn chị? Chị vui lắm luôn. Trường này tuyệt vời thật đấy. Chị... xin lỗi. Chị phải đi đến buổi chụp hình cho trang bìa tạp chí của học sinh vào số tới. Bye. Nhưng em mới là người nổi tiếng cơ mà. Chị cướp tất cả Casey. Rồi chị sẽ phải trả giá Casey. Mẹ yêu em hơn. Chị chẳng là gì cả. Ok, mình sẽ thu thập đủ bằng chứng để trả thù bà. Đúng rồi, chị sẵn sàng chưa Casey? Đồ quý giá của gia đình. Mẹ sẽ tức điên lên cho mà coi. Tạm biệt đi Casey. Tất cả chấm dứt Casey, tên trộm đáng ghét. Mẹ. Mẹ. Tom, là chuyện gì nữa đấy hả? Con muốn cái gì? Mẹ, con tìm thấy này. Mẹ. Gì? Túi của gì Casey vậy? Mẹ. Này, vàng và tiền bạc với đồ quý giá của gia đình mình. Nhưng sao lại ở đây được? Ôi trời đất, mẹ. Thật không thể tin nổi. Casey không phải kẻ trộm. Mẹ có sao không? Không thể thế được. Ngồi xuống đây. Mẹ cần ngồi xuống. Chuyện này thật khó tin mà. Mẹ. Mẹ cần phải. Mày, ôi trời ơi, gì? Sao thế? Mẹ ngồi lên gì đó? Hả? Ôi không. Chị ta còn ăn trộm nhiều đồ nữa. Mẹ không muốn tin chuyện này đâu. Còn nữa không phải sự thật. Mẹ gọi con ạ. Hả? Mẹ không thể tin được. Sao con lại làm thế? Casey, sao chị lại? Chị muốn thế này sao? Toàn bộ đồ đất tiền này sao? Không không. Không. Chị không có. Không phải chị đâu. Chị không biết. Chị không lấy cái gì cả. Chị thề không phải là chị. Mẹ. Thật xấu hổ Casey. Mẹ không chị cần tiền sao? Casey, thì lấy đi. Con hỏi là được. Không không. Không cần phải lấy. Con mà. Con bán thế đi. Mẹ. Sao con
mẹ có sao không? Vậy nó muốn gì mình cũng cho hết cơ mà. Con hiểu mà, nhưng mẹ luôn có con ở bên cạnh mà. Không sao đâu mẹ. Thật là khó chấp nhận. Không sao thể đâu. Nào. Xong rồi. Oh, nhìn mà xem, chỗ còn tội nghiệp kia. Chờ đáng đời nhé. Sao chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Nói tạm biệt Casey thôi. Không ai có thể chia rẽ chúng mình. Con tôi, sao nó giờ? Con đã bảo, chị ta là trộm. Mình đi mua sắm, mẹ, mẹ sẽ đỡ mình. Không, không, mẹ chưa sẵn sàng, chị tiêu hàng, triệu bạc, hôm nay. Còn có ý này mẹ, làm máu thôi. Thấy chưa, con biết mẹ sẽ thích. Hả, mẹ. À, mẹ biết không, con sẽ pha lại trà mà mẹ yêu thích nhé, được không? Nào nào đi thôi. Cha, không phải vâng. Cha. Nhưng con à, hôm qua mẹ tìm thấy một thứ. Như thế hả mẹ? Mẹ thấy gì? Cứ mở ra đi. Hả? Hả? Mở ra hả? Sao? Oh, đó là anh của con, yêu em trai. Ôi trời, mình quá tồi tệ. Tôi đã làm gì? Bìa giấy che không ổn chút nào. Ước gì mình xem nhiều video dạy dựng nhà hơn. Thời tiết khủng khiếp quá. Chị vẫn ở trong nhà bìa cứng. Mình không. Đừng thấy có lỗi. Đừng thấy có lỗi. Steve. Hey Steve. Ơi Tom. Anh. Này tớ xin lỗi vì chuyện trong lớp nhé. Ơi không có gì. Vậy cậu vẫn đi chơi với Casey chứ? Đây. Nhưng sao cậu không trực tiếp đưa cho em ấy? Thế này, thì tớ đã đổ ăn cho chị trước mặt mẹ. Mẹ tớ đuổi chị ra khỏi nhà, hoàn toàn là lỗi của tớ. Tớ biết chuyện này khó xử lắm. Ok, tớ sẽ đưa em, nhưng cậu phải nói sự thật với mẹ cậu, không là tớ làm đấy. Ok, cậu đúng. Trời, rắc rối quá. Ôi, Casey ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ buồn quá, bao nhiêu tiền cũng không làm mẹ nguôi. Giờ thì mẹ rất buồn và cô đơn. Sao con lại? Ôi không, mẹ vẫn còn buồn. Phải làm sao đây? Cố lên Tom, mày làm được mà. Mẹ, con nói chuyện với mẹ sao một chút Tom? Nhé. Sao Tom, con không thấy mẹ đang khóc à? Con phải thú thật chuyện này. Ừ, có gì thì nói đi. Mẹ, Casey ra đi là vì con. Hả? Không, con ngoan của mẹ. Con yêu, đừng nói thế. Không mẹ, con không tốt. Thực ra con đã gây ra một chuyện cực kỳ xấu. Casey chẳng lấy cái gì cả. Là con giản dựng, con bỏ đồ quý giá vào túi chị. Con đã đổ ăn, con khiến mẹ nghĩ rằng chị là tham lam của cải. Nhưng thực ra là con gây chuyện. Mẹ, và con thực sự xin lỗi. Tại con nghĩ rằng mẹ không yêu con nữa. Mẹ chỉ yêu mỗi chị thôi. Hả? Mẹ không. Rất xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ. Cũng là tại mẹ. Lẽ ra mẹ nên để ý đến con hơn. Con của mẹ. Con thấy thật tệ. Con chỉ muốn ngựa con thôi. Mẹ, thế mẹ định làm gì à? Mẹ thật tồi tệ. Mẹ quên mất hôm nay sinh nhật con bé. Hôm nay mẹ quên bén đi mất. Vậy mình đi tìm chị. Con biết chị ở đâu? Vậy thì mình còn đợi gì nữa? Đúng vậy, Casey, đi thôi. Ta đến đây. Chà, ít nhất là trời cũng còn mưa to Casey, nữa. Casey, đây rồi. Chị ở đây. Ôi bé con, cùng vàng của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không biết đúng sai đã đuổi con đi. Ôi, đây, Casey. Em tặng chị nè, chị gái à? Em rất xin mọi lỗi. Mọi người vẫn nhớ sinh nhật của con sao? Yêu. Nhìn con mà xem. Mẹ thật sự vẫn nhớ hả mẹ? Có chứ, Casey nhớ chứ. Và mẹ xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra. Con giống như con gái ruột của mẹ. Và em cũng xin lỗi chị có thể chơi đồ chơi của em, cả ngựa con nữa. Nào, bước đi con Casey. Con chỉ có một mong ước, và con đã có được rồi. Con muốn gia đình mình bên nhau mãi. Casey, con gái nhỏ của mẹ.